trước những nguy cơ tử vong cao do động đất một nhà sáng chế tại trung quốc đã tạo ra những chiếc giường ngủ đặc biệt giúp bảo đảm an toàn cho con người khi có động đất xảy ra ngay cả khi đang ngủ say trong video mô tả cách thức hoạt động của thiết kế này khi có hiện tượng động đất xảy ra chiếc giường với các thiết kế đặc biệt sẽ tự động đóng nắp lại tạo thành một không gian chắc chắn cho người nằm bên trong bên trong chiếc giường cũng được tích hợp sẵn một số dụng cụ cần thiết để duy trì sự sống cho người gặp nạn trong khi chờ các đội cứu hộ tìm ra như dụng cụ sơ cứu, mặt nạ phòng độc, nước và hợp thức ăn. Mặc dù sáng chế này đã nhận được đăng ký bảo hộ, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định đối với chiếc giường chống thảm họa nói trên. Liệu có người có thể bình tĩnh, nằm yên trên giường khi động đất xảy ra không? Nhiều người cho rằng một trận động đất nhẹ có thể kích hoạt chiếc giường và khiến cho họ mắc kẹt bên trong. Trong khi nhiều người khác còn lo sợ việc bị giam cầm trong một chiếc hộp kim loại nhiều hơn là đối mặt với trận động đất.